Ngành y tế cho biết tình hình dịch bệnh tại quận Sơn Trà, đặc biệt là phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông rất phức tạp với số ca mắc cộng đồng tăng cao. Cụ thể, trong tổng số 86 ca mắc COVID-19 ghi nhận trên toàn quận từ ngày 3 tháng 11 đến nay, thì riêng phường An Hải Bắc ghi nhận đến 36 ca và Nại Hiên Đông có 27 ca, chiếm hơn 73% tổng số ca của cả quận. Đặc biệt có nhiều trường hợp được xác định mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm sàng lọc đại diện hộ gia đình, cho thấy nguy cơ dịch trong cộng đồng rất cao. Hiện ở hai địa phương này có 22 khu vực phong tỏa cách ly y tế. Ngành y tế và quận cũng đề xuất nâng cấp độ dịch tại hai phường này từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 để kiểm soát nguy cơ, ngăn lây nhiễm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố yêu cầu ngành y tế hướng dẫn cụ thể cho quận Sơn Trà để chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện nếu chuyển cấp độ.